Bộ Tài chính vừa gửi báo cáo về kết quả thí điểm kiểm tra quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thời kỳ kiểm tra diễn ra trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023. Dữ liệu từ Bộ Tài chính cho thấy tổng số thu, chi tiền công đức, tài trợ tại các di tích năm 2022 đạt 70,8 tỷ đồng, không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng. Con số này tương đương khoảng 40-60% so với số thu công đức tài trợ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Trong khi đó, tổng số chi là 54,4 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng số thu đạt 61 tỷ đồng, không bao gồm các khoản công đức tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng, gần bằng tổng số thu cả năm 2022. Còn tổng số chi là 29,4 tỷ đồng. Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, một số di tích có số thu trong 4 tháng đầu năm 2023 trên 1 tỷ đồng, trong đó có di tích đền cửa ông Cặp Tiên đạt 19,8 tỷ đồng, chiếm 32% tổng số thu tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn tỉnh, khu di tích lịch sử và danh thắng cảnh Yên Tử đạt gần 7,2 tỷ đồng, trong đó Chùa Đồng đóng góp 4,3 tỷ đồng, đền Thánh Mẫu ở Trà Cổ, Móng Cái đạt 5,3 tỷ đồng, khu di tích lịch sử Bạch Đằng, Hạ Long đạt 3,2 tỷ đồng, Chùa Hương Học ở Nam Hòa, Quảng Yên đạt 2,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng số liệu này mới chỉ được tổng hợp từ báo cáo của 221/450 di tích lịch sử văn hóa thuộc diện cần kiểm tra, khoảng 47%. Vẫn còn hơn 50 di tích không có số liệu báo cáo, trong đó có Chùa Ba Vàng ở Uông Bí thuộc di tích cấp tỉnh, được đánh giá có sự ảnh hưởng lớn đến kết quả thí điểm này. Bộ Tài chính thông báo về kết quả thí điểm kiểm tra thu chi tiền công đức ở Quảng Ninh, với nhấn mạnh vào Chùa Ba Vàng và hơn 50 chùa không báo cáo tiền công đức. Báo cáo cũng phân tích các hạn chế, khó khăn trong việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử và văn hóa trên địa bàn tỉnh, các khu di tích quốc gia đặc biệt trong tỉnh, bao gồm khu di tích lịch sử và danh thắng cảnh Yên Tử, được biết đến như một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, thu hút trên 2 triệu lượt du khách mỗi năm. Tuy nhiên, công tác giám sát và kiểm đếm tiền trong hòm công đức vẫn còn một số khó khăn và chưa đáng tin cậy. Trong năm 2022, số thu tiền công đức ở Yên Tử là 3,7 tỷ đồng, thấp hơn so với khu di tích lịch sử Bạch Đằng, 3,3 tỷ đồng, và chưa bằng 1/5 số thu ở đền Cửa Ông, 20,1 tỷ đồng, và đền Thánh Mẫu, di tích cấp tỉnh ở phường Trà Cổ, Móng Cái, 5,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tại các di tích có nhà sư trụ trì, Bộ Tài chính nhận thấy các báo cáo chỉ phản ánh khoản tiền trong hòm công đức, trong khi thực tế còn tồn tại một số khoản công đức khác dưới hình thức đặt lễ, chuyển khoản không được báo cáo cho đoàn kiểm tra. Các khoản này thường cao hơn so với tiền trong hòm công đức. Theo đánh giá của du khách, kết quả thí điểm này đặt ra những vấn đề cần giải quyết để nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử và văn hóa của Quảng Ninh.